Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho anh em tham gia dự án Brightspur nha các bạn. Để tham gia dự án này mình click phần link mô tả video của mình, các bạn bấm vào join beta wallet. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của bạn vào. Rồi các bạn bấm join này and subscribe. Sau khi các bạn bấm join wallet xong thì các bạn đây có link dép của tất cả bạn đó. Thì các bạn vào mail, các bạn có viết mail các bạn. Và đã nhận được một vô vậy đó. Mà các bạn mở Gmail ra thì Brightspur, đây là bản beta các bạn, hướng dẫn tham gia, các bạn tham gia qua list bản beta các bạn. Rồi các bạn bấm vào verify me nha các bạn, để xác nhận email của tất cả các bạn nha các bạn. Sau khi các bạn verify mail xong, các bạn nhấp vào một chu phim nữa các bạn, này tôi test. Thôi các bạn quay lại giao diện trang chủ của chính bên Google Form đi các bạn. Giao diện này nè các bạn. Chạy chút xíu nha các bạn. Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào follow Twitter đi các bạn. Các bạn đang test nè. Chứ nó không cộng voi các bạn. Bạn quay lại email của mình thì các bạn bấm vào click here nghe các bạn. Đang mình connect Discord với Twitter nha các bạn. Vì hồi nãy mình login mình không có thấy từ connect Discord với Twitter nữa. Các bạn bấm vào join Discord nha các bạn. Ok, như vậy thì trước tiên thì các bạn việc đăng ký email và xác nhận email thôi các bạn. Còn việc join Discord này nọ đều bỏ qua nha các bạn. Có gì mình cập nhật lại dự án cho các bạn nha các bạn. Ok, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo video của mình. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.